Hello, what's good? Chào mừng các bạn trở lại với channel của Jockey Nguyễn. Thì dành cho những ai chưa biết thì các bạn cũng có thể gọi mình là Nhân cũng được. Và channel của mình thì mình sẽ làm về những cái reaction cho những bài nhạc mới và những clip viral trên mạng. Thì chúng ta lại trở lại với series reaction cho những bài hát trên Rap Việt của mỗi tuần. Ok, thì tuần này đã là cái vòng chung kết rồi. Và không có thời gian với các bạn nữa. Tới phần intro thôi nào. Let's go. Và mình cũng vừa mới sắm một cái con micro ở đây. Đây thì mình cũng muốn tăng cái gọi là cái chất lượng âm thanh của cái channel của mình lên, nên là tất cả là vì các bạn đó đấy. Ok, và let's go. Ok, thì trở lại với series reaction cho Rap Việt, những phần trình diễn trên Rap Việt của mỗi tuần. Thì hiện tại thì chúng ta đã đến với những cái tập phát sóng cuối cùng rồi. Và hiện tại thì những cái phần trình diễn tiếp theo sẽ là những phần trình diễn trong vòng chung kết. Và mình rất là cảm ơn, thông qua video này thì mình rất là cảm ơn những cái bạn gọi là viewer đã xem mình cho đến thời điểm hiện tại. Tại vì thực ra thì cái kênh YouTube của mình cũng vừa mới lập ra gần đây thôi. Và thực ra thì mình lập cái kênh YouTube này ra vào bắt đầu gọi là quay những cái video đầu tiên là vào tháng 12 năm 2021, là năm ngoái đó, là vừa một tháng trước á. Và mình không nghĩ là mình nhận được nhiều sự ủng hộ từ các bạn, mà cũng như là sự đón nhận từ các bạn nhiều đến như vậy. Biết là mình sẽ có những cái ý kiến nó trái chiều với các bạn, một vài bạn, hoặc là nó nói chung là, tại vì đối với mình thì reaction thì nó khá là mang tính cá nhân á, nên là nếu ai hiểu được cho mình thì hiểu, còn còn không thì thôi. Ok, thì mình muốn nói một chút xíu trước khi mà mình react cho cái phần trình diễn của BY. Thì cái video nhỏ nhỏ phía bên này là mình sẽ che mờ đi, tại vì lý do bản quyền dành cho những ai mà lần đầu xem cái channel của mình. Cái lý do tại vì mình che là tại vì cái mình làm cái reaction video này nó khá là cận với cái tập phát sóng của Rap Việt, và mình không có làm cái reaction cho cái lyric video, nên là rất là mong sự thông cảm từ các bạn. Và dành cho những ai chưa xem qua tập phát sóng này, hoặc là muốn xem lại cái tập phát sóng này, thì mình có để một cái đường link ở dưới phần mô tả, thì các bạn có thể check qua. Ok, bắt đầu thôi nào, không có thời gian nữa. Và thực ra thì trước khi bắt đầu, mình cũng muốn nói một tí xíu là BY là một cái thí sinh mà làm mình thật gọi là thực sự là để lại những cái ấn tượng nó cực kỳ lớn với mình luôn. Tại vì trước đó mình đã cũng là một người cá nhân, mình tự đánh giá mình thì mình nghe nhạc cũng khá là lâu rồi, và cũng như là nghe hip hop cũng khá là lâu rồi. Và trước đó thì mình không có biết BY, mình có biết Lil Quậy. Mình có biết Lil Quậy, thực ra mình cũng không biết Lil Quậy là ai nữa. Mình nghe những cái bài hát trên trung tâm băng đĩa nhạc lậu gì đó, thì trung tâm hải ngoại băng đĩa nhạc lậu gì đó, thì mình không biết đó là BY luôn. Và những cái bài nhạc trước đó của BY thì mình cũng chưa có nghe qua. Thì kể từ cái vòng đầu tiên khi mà BY xuất hiện, thì lúc đó BY kiểu làm mình nổ tung luôn, kiểu wow, viết lyric rất là đỉnh. Và kể từ lúc đó mình tìm kiếm thêm nhạc của BY, mình nghe và thực sự là quá đỉnh luôn. Và thông qua cái chương trình này thì mình rất là respect BY, cũng như là những cái tác phẩm mà BY đã làm. Và để xem coi là cái phần trình diễn trên trong đêm chung kết của BY sẽ như thế nào. Và mình cũng muốn nói một tí xíu là cái nội dung cũng như là chủ đề của những cái thí sinh chọn vào để thi vòng chung kết khá là quan trọng ha. Đối với mình thì cái việc chọn chủ đề khá là quan trọng. Nên là ok, let's công nhận DJ Mie nhìn xinh nhờ. Và cái thứ hai là cái type beat thì có vẻ như là một bài hát kiểu vui tươi nhờ. Cái tựa của bài hát này cũng là chú chim thư Thái. Chú chim thư thái. Ok, let's go.
Ờ đúng rồi, vui tươi rồi. Obito hỗ trợ. Phải thư thái, em muốn đụng nhưng bây giờ anh chưa hái. Anh chỉ đậu với những nơi cao thư trái. Em sẽ phải được tuyển chọn thay vì ưu ái. Em đã bỏ đã bao nhiêu giờ đêm miệt mài. Vì tình yeah. Cũng không phải chiêu trò mà biết ai. Ngày xưa người ta nói em là xương cao vô loài. Giờ thì họ chúc mừng và liếu lo như show hay. Độc thoại. I can show you something really real. Big bird just in the trap. That's my meal, yeah. Nếu em hết bé rồi thì đến lúc để feel lose. Cô tự đi không thể nếu giữ hết những nếu như Showtime, it's your time, roll on. Roll on. Got up your camera. Camera. Nhưng mình không phải amateur. Nuh-uh. Em không cần phải gửi đến đâu anh. Chỉ cần là em thôi ạ. Mình cũng như nhau thôi mà. Showtime, thảm đỏ. Anh không để hater cản trở. Anh có vài vấn đề như bảo đảm nhỏ. Anh không bao giờ để tao chẳng dạy nữa. Anh vừa thắng gì đó anh cũng chẳng đỏ. Và cũng quá quen như lời mắng mỏ. Về nhất hay về nhà thì ở trong anh cũng là sẵn có nó. Khui sôi bọt nhiều người muốn quên đi học có rồi anh chưa thấy dừng lại khi nó chưa phải số 10 anh dính trên bảng xếp hạng nhưng anh đã khó chùi vậy để kể lại những câu chuyện trong không khí mỗi lời kẻ thích là cuộc tả phải bước đi họ nói ốp la từ chanh là không tuân theo định lý bao bọc. Ê, ốp la từ chanh là cái ở trong cái lyric của bài hát của Biwa ở vòng đầu tiên nếu mà các bạn chưa biết. Không khí, mỗi lời kẻ thích là cuộc tả phải bước đi. Họ nói ốp la từ chanh là không tuân theo định lý bao vòng hit rồi lại hit rồi lại hit giải thích đi. Big bird chỉ sẽ trap just my meal, yeah. Nếu em về bé rồi thì đến lúc để feel lưu. Vô tư đi không cần nếu giữ hết những nếu như Showtime is your time, roll on. Roll on. Có rất nhiều camera, yeah. Nhưng mà không phải em mà chờ. Em không cần phải cười để đâu à. Chỉ cần là em thôi à. Mình cũng như nhau thôi. Showtime, so far. Nhưng mà không phải em mà chờ. Có rất nhiều camera. Mình cũng như nhau thôi mà. Khá là bất ngờ nha, khá là bất ngờ khi mà team của Rhymastic, team của BY chọn cái type beat này thì và cũng như là cái về cái chủ đề này nữa, về chủ đề về tình yêu và các thứ thì theo mình như lúc đầu mình có nói thì cái việc mà chọn chủ đề khá là quan trọng. Tại vì trước đó mình đã có xem cái phần trình diễn của Black Car rồi thì nếu mà ai chưa xem cái phần reaction của mình cho cái phần trình diễn của Black Car thì các bạn có thể click vào cái đường channel của mình nhé. Thì như mình có nói ở video trước đó thì việc mà chọn chủ đề cho cái phần trình diễn ở đêm chung kết nó rất là quan trọng. Tại vì nó liên quan đến cái việc mà bầu chọn của những cái khán giả. Biết là cái bài này nó khá là dễ thương. Mình không nói là cái bài này nó không hay nhưng mà thật sự là rất là hay. Nó rất là catchy, rất là dễ thương nhưng mà đây cũng là một cái lời khẳng định của BY là BY không có phải là kiểu chơi những cái nhạc mà nó quá là gọi là deep, nó quá là nhiều lắm thì khẳng định là BY cũng có thể chơi được những cái giọng nhạc kiểu vui tươi được các thứ nhưng mà mình biết là như vậy. Nhưng mà ở một cái gọi là cái vòng chung kết thì mình nghĩ là cái tiết mục nó phải nặng đô hơn. Theo mình thì cái đô này chưa có đủ với mình.
nếu mà đem cái phần trình diễn trước đó của BY, cái tác phẩm trước đó của BY thì mình nghĩ nó sẽ có cái sự cạnh tranh nó gọi là nó mạnh hơn, tại vì nó sẽ chạm được đến nhiều người, thì lúc đó thì sẽ có nhiều cái sự bình chọn cũng như là nhiều cái sự chú ý đến hơn. Cái này là riêng cá nhân mình thôi. Khi mà mình đã xem qua cái tác phẩm của cái sự trình diễn của Black Ka rồi thì thực sự là nếu mà so sánh, tại vì bắt buộc là phải so sánh thôi, tại vì mình đang tìm cái quán quân cho cái một cái chương trình mà, nếu mà so sánh cái tác phẩm này của BY với Black Ka thì mình nghĩ là Black Ka sẽ trên trên một tí xíu. Hiện tại thì mình đã có xem phần trình diễn của Black Ka, Dilo và BY, thì thực sự cái phần trình diễn Black Ka thì mình nghĩ nó sẽ chạm được tới nhiều người, tại vì cái chủ đề nó là về gọi là người khuyết tật đồ các thứ á, thì nhưng mà đi đến thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là cũng là một cái thành công của BY rồi, và ít nhất là BY cũng thể hiện cho chúng ta là BY có thể chơi được nhiều giọng nhạc cũng như là lyric, BY viết rất là tốt. Bài này cũng vậy. Rất là vui mừng cho BY và rất là mong cho BY cũng như là tập thể những anh em rapper của Rap Việt mùa 2 sẽ gặt hái được nhiều cái thành công ở phía trước. Và hiện tại đối với mình thì quán quân không còn quán quân là ai thì không, nó không còn quan trọng nữa, tại vì khi mà xứng cái tên lên thì mình nghĩ người đó sẽ rất là xứng đáng thôi. Thì các bạn cứ comment phía bên dưới quán quân, cái quán quân sắp tới các bạn nghĩ sẽ là ai, thì hiện tại đối với mình thì mình cũng chưa có nghĩ ra nữa, nhưng mà cứ comment phía bên dưới nhé. Như mọi khi thì cái video mình muốn nhắc lại một chút xíu, thì dành cho những ai chưa xem cái video qua cái tập phát sóng này, hoặc là muốn xem lại cái tập phát sóng này, thì các bạn có thể click vào cái đường link ở dưới phần mô tả, mình có để ở dưới đó. Và kèm theo đó thì mình có để thêm cái link Facebook, link Instagram và link TikTok của mình. Thì nếu các bạn có thương mình hoặc là thích mình thì có thể cho mình một follow và một like nhé. Và nhớ like cái video này nữa. Nhưng mà khi mình chúc các bạn sẽ có được một cái ngày thật là vui vẻ và lan truyền cái sự vui vẻ tích cực của bạn cho tất cả mọi người xung quanh, và peace and I'm out.